Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và có nhiều công cho việc cuộc sống, một ngày trạng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay muốn mang đến cho anh em một siêu phẩm đến từ Trung Quốc China, một chiếc xe tải dắt với cái thùng xanh lè như thế này. Tải trọng cho phép cho hàng hóa của nó là 1,2 tấn, phiên bản thùng dài 3,7 m, đầu tròn. Máy cơ máy của nhà máy dắt, sản xuất 2014 nha anh em. Niên hạn sử dụng đến 2039. Một cái thùng rất là chất lượng luôn, sàn inox, phía trong của vách cũng bằng inox đó, rất là dày và cứng cáp luôn anh em. Đây, phía trong của thùng bằng inox này anh em thấy không đó, trong inox có cửa hông chuyên chở những mặt hàng hải sản cũng khá ok. Nếu anh em thích cái mẫu xe thì cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì khởi đến đó về phục vụ được nhà vận tải chuyển hóa của anh em. Các bạn, chiều ngang là 1m770 và chiều cao là 1m760 nha anh em. Đời 2014, niên hạn sử dụng 2039, dắt ô tô tải thùng kính, với số dành của em nó là 51 xe nha anh em. Sàn inox luôn, nhập sóng rất là dày, lớp ngoài lớp cho lên kẽm á, mà bên trong thì bằng inox rất là dày và cứng cáp. Vỏ lớp đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7 inch, đồng hồ trước sau nha anh em. Nước sơn màu bạc, cửa đầu cái pin rất là mượt mà luôn. Khối lượng toàn bộ là 3,9 tấn, khối lượng mảng thân của nó là 2,5 tấn. Thương mảng thùng kính cầu lớn bánh to, xe đăng kiểm mới chét luôn nè, còn đăng kiểm tới tháng 8 năm 2023. Đăng kiểm dài gầm lớn nè, vỏ lớp gai cũng rất là cao, dắt nước sơn màu bạc, 3 chỗ ngồi, ghế bột da cũng rất là sang trọng, kính thì quay tay thôi, dòng này chưa có chỉnh điện anh em, quay tay thôi, nhưng mà vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng luôn. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử, với mức giá ra đi em nó 155 triệu nha anh em, 155 triệu ra đi em dắt 1,2 tấn, thùng nhà 3,7 m, mảng đường kính số 5 số tiến, 1 số lùi. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình, xe đi được mới có 8 mấy nghìn km thôi anh em, đi rất là ít luôn. Đời 2004 mà đi mới có 8 mấy nghìn, đi rất là ít, chạy mới ok lắm nè, chạy rất là sướng. Dòng dắt khi đồng bộ linh kiện nha, từ hừa, cabin, chassis, cầu máy hộp số đều là đồng bộ linh kiện của nhà máy lắp, mà nhà máy rắc lắp ráp và sản xuất nha nè, nên chạy rất là bền, chất lượng rất là tuyệt vời luôn. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe. Cabin nguyên bản của nó nè, vỏ lớp gai còn rất là cao, chạy rất là sướng, rất là mượt mà, nước sơn màu bạc rất là bắt mắt đó. Nói chung là xe rất là được nha anh em. Nếu anh em có mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình. Động cơ với dung tích xi lanh của nó là 2,7 lít, công suất đạt 68 kW, tùy bằng 6 máy dầu, máy của nhà máy dắt luôn đó. Máy chạy rất là khỏe luôn, máy cơ rất là dễ sửa chữa luôn nha anh em, chạy rất là sướng. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình, thử lên xem xe trải nghiệm lấy thử. 155 triệu ra đi em dắt 1,2 tấn vô thành phố Vibu, luồng lách trong những đường hẻm hóc rất ok luôn. Tải trọng cho phép trang hóa là 1,2 tấn, thùng 3,7 m nha anh em, là 2014. Cảm ơn anh em. Với cái hàng của bạn này, video này xin chào, hẹn gặp lại anh em với các bạn trong những video báo giá tiếp theo của mình.